bắt đầu giới thiệu khán giả xôm quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi, em tên bạn là Nguyễn Thanh Tùng, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang làm quản lý của bên nhãn hàng Pisolac. Rồi, bạn gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Thu Hiền, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Quảng Bình. Hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên y tế. Nhân viên y tế cụ thể là bạn làm gì bạn? Dạ, em làm ở khoa xét nghiệm anh. À, xét nghiệm lấy máu rồi đó hả? Dạ. Bạn trai nói chút xíu cụ thể về cái việc của mình. Quản lý khoảng bao nhiêu nhân viên? Dạ, em hiện tại đang quản lý 60 nhân viên. 60 nhân viên? Không lẽ 60 người đó mà không tìm được người nào có thể họp với mình hay sao? Quan điểm của em nó rất rõ ràng là không bao giờ em yêu nhân viên của mình. Không lẽ trong công ty đó nhiều người khác hay là xung quanh bạn bè của nhân viên đó không có ai hợp với mình hay sao? Tại vì nhiều khi em đi làm nhiều á, cái mảng thời gian của em làm nó thất thường lắm. Đa số là từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối thì em đều chạy đi kiểm tra các bạn nhân viên bán hàng. Thì thành ra nhiều lúc cũng không có thời gian để hẹn hò nhiều. Vì quá nhiều thời gian kiểm tra, không có thời gian đi đến tình yêu. Đó là lý do ế. Bạn nữ thì sao? Tại sao mình lại chưa tìm được bạn trai? Chỗ em làm là nhân viên là nữ không ạ. Nhưng mà trước giờ mình trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua một mối tình ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ, hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Quan điểm em như thế nào về tình yêu mà bất đồng quan điểm? Để mình rút ra cái kinh nghiệm, mình tìm cái bạn trai kế tiếp. Em muốn gì ở người yêu của mình? Em muốn người đó là phải biết quan tâm, chia sẻ, hay là biết đối nhân xử thế. Rồi bạn nam đó phải lớn tuổi hơn em để có thể che chở cho em được. Em muốn lớn hơn cả bao nhiêu? Được, cũng được 4 tuổi á chị. Bên đó 26 phải không em? Dạ đúng rồi. Bên này 24, hơn lớn hơn 2 thôi. 2 tuổi là những được rồi. Đưa ra rất là dễ. Anh này ảnh có thể quản lý 60 nhân viên, che chở cho 60 nhân viên. Một mình em ăn thua gì? Được không em? Dạ. Rồi bạn muốn gì nữa không? Nói tiếp đi cho bạn trai bên kia nghe luôn. Em muốn là bạn nam đó là cao hơn em, trên 1m7 thì được. Cao gấp đôi luôn. Em cao bao nhiêu? Bên này cao lắm à. Dạ em cao 1m81 chị ơi. Mấy? 81. Ủa dữ vậy hả? Trời ơi, cao thì mình nói chiều cao đủ rồi. Mập ốm. Em thích người không có ốm lắm chị. Rồi, thường thường mấy người cao là hay ốm nhóm nhắc nè. Tại có nhiều vô chiều cao hết trơn trời à. Có bạn trai? Dạ đúng rồi chị ạ. Ủa vậy luôn hả? Nó chơi dạ. Đúng thiệt luôn vậy hả? Vậy tôi giống thầy bói quá. Vậy bạn trai bên đó có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào không? Mẫu bạn gái của em thì nói chung là hiền lành, biết tự lập và biết đối nhân xử thế, nói chung là lễ phép với mọi người. Và nói chung là cao 1m6 trở lên là được. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6 chị. 1m6? Dạ. Rồi hai người đưa ra chuẩn sao y chang nhau vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Còn nhược điểm của em thì gặp nhiều người em hơi bị run. Như hiện giờ là đang có run đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không? Em thì em không có tật xấu. Rồi, tốt quá người, không có tật xấu gì hết trơn á. Bạn trai, ai... bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 3 mối tình học sinh. 3 mối tình hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất của em là lớp 11 đến hết năm lớp 12. Khi em xuống đại học thì bắt đầu bọn em chia tay rồi. Vậy đã lâu rồi mình đã không hả? Vâng ạ. Chào bà Mai cái đi. Em chào chị Cát Tường. Ủa này 1m81 hả? Dạ vâng chị. Có ăn gian không? Dạ, không đó. Đâu đâu đứng, đứng lên coi thử coi. Đứng lên chứ không nhìn được em đâu. Ủa đứng lên chị không nhìn được em đâu. Đúng rồi. Được không chị? Cũng được. Làm cũng được thôi. Đúng rồi. Nên là vẫn còn ế chị. Không có ba lúc đồng tiền duyên mà. Rồi ngồi xuống đi cơ. Mình có không thích cái gì ở người phụ nữ không? Nói chung là người phụ nữ mà cảm thấy lúc nào cũng đúng á chị ạ. Là em cảm thấy hơi sợ đấy. Là cái gì cũng cảm thấy quyết định một mình ấy. Cái gì cũng đúng hết trơn á. Cái gì bà cũng nói đúng hết trơn, phải sợ chứ. Mà nếu người phụ nữ cái gì cũng sai hết thì sao? Còn sợ hơn. Cái này còn sợ hơn nữa chị. Rồi bây giờ mình có đặt ra cái tiêu chí khi nào mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì có thể là năm sau, còn nếu mà bạn nữ muốn nhanh hơn thì cũng có thể luôn. Dễ quá vậy? Vâng ạ. Ế quá hả? Ế quá rồi, giờ muốn nhanh thôi. Gia đình ủng hộ không? Dạ có. Bố mẹ em cứ giục em cưới suốt mà giờ em chưa kiếm được người nào để cưới hết chị. Rồi có chuẩn bị gì để cưới chưa? Dạ có, chuẩn bị hết rồi chị ơi. Hả? 50 mâm rồi chị ạ. 50 mâm? Vâng. Ôi ghê ha. Chị làm em ngại quá chị ơi. Được, cũng có duyên. Có má lúng đồng tiền, mấy người có má lúng đồng tiền là đẹp rồi. Đúng quá. Ủa tôi nói đúng mà. Chào em. Mấy người có lúng đồng tiền là đẹp, nhưng người nào có hai lúng đồng tiền xem lại. Thôi bây giờ thí dụ bên kia ảnh đồng ý hết, em cũng ok hết mọi thứ thì khoảng bao lâu chúng ta tiến tới hôn nhân được? Thì em nghĩ là khoảng một năm, hai năm. Anh nãy nói là ba mẹ hối lắm rồi đó. 6 tháng sau đến năm sau được không?
Dạ, nếu mà tụi em có thể tìm hiểu được, có thể tiến tới được thì... Thì được ha. Dạ. Cảm ơn em. Được rồi đó, nãy giờ anh thấy bên kia cũng dễ thương lắm. Có cái đồng điếu luôn tiền chứ không phải hai cái đồng tiền như ai kia. Bây giờ...